Mỗi người chúng ta thì chỉ có một cha đẻ và một mẹ đẻ, được gọi là cha mẹ sinh học. Tuy nhiên thì thế giới vừa có một em bé đầu tiên ra đời từ một cha và hai mẹ bằng phương pháp mới, đó là tổ hợp ADN từ ba người gồm bố mẹ và một người hiến tặng trứng. Đây được coi là một cuộc cách mạng lớn ở trong y học. Bé trai này là Abraham Hassa, có bố mẹ là người Jordan. Được biết mẹ của bé trai là chị Itzassim Shaban mắc hội chứng Leigh, là một hội chứng rối loạn nghiêm trọng có ảnh hưởng đến sự phát triển hệ thần kinh. Hội chứng này đã khiến bà mẹ này hai lần sảy thai và hai lần sinh con, nhưng cả hai bé đều không sống được. Cuối cùng họ đã tìm đến sự trợ giúp của tiến sĩ John Chang và các đồng nghiệp tại trung tâm sinh sản New Hope Fertility tại New York, Mỹ. Và tiến sĩ Chang đã quyết định sử dụng công nghệ kết hợp ADN từ ba người để loại trừ căn bệnh do lỗi gen của người mẹ gây ra. Năm phôi thai đã được tạo ra từ phương pháp này, tuy nhiên chỉ có một trong số đó phát triển bình thường. Phôi thai này được cấy vào cơ thể của người mẹ và em bé Abraham Hassa đã được sinh ra 9 tháng sau đó với 0,1% ADN từ người hiến tặng, còn tất cả các gen di truyền như là màu tóc, màu mắt là từ cha mẹ. Do phương pháp này không được chấp nhận tại Mỹ, nên các bác sĩ đã thực hiện toàn bộ quá trình tại Mexico. Bé trai sinh ra vào ngày 6 tháng 4 năm 2016, nhưng mà đến nay thì thông tin mới được tiết lộ. Theo các nhà nghiên cứu, sau 5 tháng thì cậu bé phát triển tốt và không có dấu hiệu của bệnh tật. Các chuyên gia cho biết là tiến sĩ Zhang đã sử dụng phương pháp loại bỏ nhân ở trứng của người hiến tặng và sau đó lấy nhân từ trứng của người mẹ để chèn vào trứng của người hiến tặng. Và trứng mới này thì với nhân mang ADN của người mẹ và ti thể mang ADN của người hiến tặng, sau đó sẽ được thụ tinh với tinh trùng của người bố. Vâng, và để dễ hình dung thì quý vị có thể liên tưởng đến tế bào trứng như là một quả trứng gà và phần lòng đỏ là nhân, chứa phần lớn các thông tin di truyền, phần lòng trắng là tế bào chất, trong đó có chứa một số bào quan như là ti thể và các thông tin gen di truyền khác. Và do người mẹ của cậu bé có ti thể mang gen bị bệnh nên các nhà khoa học chỉ lấy nhân tế bào trứng của mẹ và cấy vào trứng đã loại bỏ nhân của người cho, tức là chỉ có lòng trắng của quả trứng gà. Sau đó thì trứng này được thụ tinh với người bố và kết quả là tạo ra được một em bé chỉ có 0,1% thông tin di truyền theo tế bào chất của người cho, còn lại là các thông tin di truyền khác là giống hệt với lại bố mẹ của mình. Vâng, và theo các chuyên gia nghiên cứu về phôi thai thì sự ra đời của em bé này sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho nền y học và mang tới niềm hy vọng cho hàng triệu người phải đối mặt với viễn cảnh có thể sinh ra những em bé bị mắc bệnh nan y giống như cha mẹ. Tuy nhiên thì việc tạo ra em bé từ ba cha mẹ cũng là một kỹ thuật gây tranh cãi và cho đến nay thì mới chỉ được công nhận hợp pháp là tại Anh, tại Mexico. Bên cạnh mặt tích cực thì tiến sĩ Trang cũng cảnh báo về việc sẽ có những cái mặt tiêu cực, bao gồm việc các cặp cha mẹ thì có thể sẽ có muốn thay đổi ADN của đứa trẻ với mục đích là họ sẽ sinh ra được những em bé xinh đẹp, giỏi giang hơn, chứ không chỉ đơn thuần là chỉ muốn con mình khỏe mạnh và tránh được những cái bệnh di truyền. Và bên cạnh đó thì với phương pháp mới này thì đứa trẻ sau này cũng khó có thể biết rõ được cái gốc tích của mình.